các bạn đến với Cơm Quê TV. Chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình được đi ăn gì nhỉ? Ăn ké, đi ăn trực đây. Hôm nay em Phong em cũng có mời anh em mình qua nhà chơi, cho nên là anh em mình cũng chắc là cũng dẫm đôi con gà đôi con ngan gì đấy bạn ạ. Đấy, Phong thì cũng thi thoảng hay vào trong chỗ anh em mình câu cá đấy, sau là vào chơi cùng anh em mình rất là nhiều rồi. Thì hôm nay em Phong em có lời mời là qua nhà em chơi. Hiện tại đây đang ở nhà Phong đây, cũng đại gia đất các bạn ạ. Đấy, bạt ngàn luôn, gọi thẳng cánh cò bay nguyên đất nhà thôi. Ê, bây giờ có hai con ngan này cho anh em đuổi bắt. Ui dồi, thế à? Hai con ngan này bây giờ đi đuổi bắt á. Đây các bạn ơi, hôm nay Phong vào rủ vào thì bảo là thịt hai con ngan này cho đầu bếp Liên Măng Chua trổ tài. Không biết là anh Niên anh đã nghĩ ra món gì về hai con này chưa? Có rồi đấy, đến thực đơn hết rồi đấy. Bây giờ chỉ cần mỗi anh em mình đun nước là nước và bắt ngan lên rồi. Ok. Thịt xong là chế biến món luôn các bạn ạ. Đây. Hai con ngan thì nó cũng chậm thôi. Hai em này cũng khá là to nhá các bạn nhá, đi gần gần này mà nó cũng không chạy đâu. Hai con này bảo là sấp xỉ mỗi con là tầm khoảng 4 cân. Thế thì khá là nhiều thịt đấy. Bơm một đĩa sáu lăn nữa nhỉ. Bốc luôn nhỉ. Luôn. Cho nó lên trên chứ số thao là mất tích đấy. Này lạnh này là chịu đấy. Đấy mỗi người quay một hướng túm thôi. Kỵ vào đi. Đâu chuyên gia bắt. Rồi anh em bây giờ sẽ bắt các bạn nhá. Bây giờ nhá phải bắt với con đấy. Bắt cả hai con luôn. Kỵ tốt lắm em ạ. Hôm nay mặc quần trắng đi này là tí con ngan nó vẩy vào cho là hợp lý. Có chuông không? Cho vào nhà ấy. Có cái vợt không? À vào phía kia được. Ui, mấy em gâu gâu này thấy động là sủa a quá các bạn. Vô đấy. Rồi. Ôi trời ơi, xịt hết. Đây rồi. Bắt được ngan rồi, bây giờ anh em về đun nước. Đây nhà Phong đấy các bạn. Nhà thì hai anh em ở sát nhau. Hai anh em được cái là đây nhà Phong các bạn nhá. Đây là nhà em trai Phong. Rất rộng. Đây cây dổi đây các bạn này. Lá dổi để cuốn thịt với cả nói chung là để cuốn thịt thôi nhỉ. Đúng rồi, ăn cái canh ngan. Cái canh ngan đây quá hợp lý rồi. Các bác mà mua thì chắc đợt này anh em cũng sẽ đánh ra để bán được nhé. Đây các bác mà trồng ở chỗ nó nước nó tốt ấy thì một thời gian sau các bác phải đi đi mà kiểu là phá bớt đi ấy, vì cái cây này nó mọc rất là nhanh, rất là tốt nhé. Có hai con này ngon thì không thể thiếu được món tiết canh được. Một mắm hai nước mọi người nhá. Một lớp mắm. Anh lấy cả 6 bát này để lấy tiết hãm cả. Đấy. Ngan khá là to cho nên mình sẽ sử dụng bát 6 bát. Mẹ em Phong bảo là hôm nay cũng mời thêm cả mấy anh em hay chơi cùng nữa. Bây giờ chắc là đánh được bao nhiêu là mình cố gắng đánh được nhiều nhất có thể đúng không? Ok. Nhiều bát nhất có thể các bạn ơi. Hai nước nha các bạn ơi. Anh em xem video của anh em Cơm Quê cứ gặp phát là đòi tiết canh ngay, gặp anh Niên phát là đòi đánh tiết canh ngay rực rỡ luôn. Đấy, anh em đang bắt tiết canh đây. Con này, hai con này được tầm bao nhiêu lâu rồi, nhà nuôi em? Em cũng khá nhớ đó, mẹ em nuôi. Em áng thử xem nào, để anh biết phát. Con này chắc tầm mấy tháng. Mấy tháng à? Thế là đủ để cho nó dai thịt, ngon thịt rồi các bạn. Con ngan cái hôm nọ cùng lứa con này còn chưa đẻ mà. Tháng thì cả năm rồi. Cả năm rồi á? Đấy. Sao con ngan cái còn chưa đẻ nhỉ? Đúng là người đi không ở nhà nhiều không biết các bạn ạ. Đấy vợ Phong bảo mấy tháng cái gì, một năm rồi. Đây là được ăn hai con ngan là cũng khá già ngan đấy. Không phải nói là ngon đấy. Vượt tầm. Các bạn nhìn thấy không? Da nó vàng rồi. Quả này không cần phải bôi nhuyễn. Kiểu thay chăn thả lã do là mình nuôi bằng cám ngô thì nó sẽ ngô. vàng thịt, ngon thịt. Con này béo đấy. Tầm này béo quá thì vợ
Nhân tiết canh thì anh em mình cứ làm như mọi khi thôi. Ở đây thì anh em mình hay băm nhân bằng cổ với cả là cái sống lưng này này. Tuy là hơi khó nhưng mà băm nhuyễn rồi nhá. Nó kết hợp với cả cái tiết của nó thì ăn rất là ngọt, mát. Nếu mà các bạn mà cho tiết canh cái nhân của con lợn mà đánh tiết canh của con ngan này thì không bao giờ ngon bằng. Cứ băm như thế này ra này là ngon nhất. Mình thấy là ngọt hơn là ăn với cẩm thì. Mai anh định chế những món gì đây anh? Thì mình sẽ mang làm một đĩa xào lăn với lại một đĩa để nhúng nhá các bạn nhé. Lẩu anh? Lẩu, xương thì anh em mình sẽ mang đi làm nước dùng. Mình sẽ lọc cái phần xương ra để mang đi đun nước dùng trước. Trong phần thịt thì anh em mình bắt đầu triển khai. Dấu hiệu của một con ngan ngon đấy các bạn này. Thịt nó phải như thế này. Thì thịt sẽ thơm như thịt trâu. Đấy. Ngan rất là ngon, da vàng thịt thơm nhá. Còn cái loại mà da nó cứ kiểu nhợt nhạt ấy, trắng. Cả là thịt nó cũng bợt bợt ấy, trắng trắng ấy. Ngan tạc trọng. Sẽ không bao giờ ngon được như ngan này. Đúng ngan ngon khác các bạn ạ. Nhìn này, lọc ra sợ mà nó. Từ đùi đến thịt ức luôn nhé, từ thịt đùi đến thịt ức. Điều một màu thịt rất là đỏ, rất thơm. Phải nói là ngon đấy, đúng là ngan già khác. Em mới một em này, thoải mái ba đĩa. Xưa anh em mình để làm nước dùng đây, hôm nay anh em mình sẽ làm với cả nước dùng măng chua nhé. Lẩu ngan măng chua. Rất là dễ ăn. Mà dễ để nhậu, nhậu được lâu nữa. Ăn đồ kiểu nó chua chua thì nó ngon. Phần thịt này anh em mình thái mỏng để nhúng này. Còn một những cái phần khác thì anh em mình sẽ thái để xào xào ớt mọi người nhé. Hai con này cũng được khá là nhiều thịt nên mới làm được nhiều cái món vậy. Nếu không thì chắc là cũng chỉ có thái ra để nhúng thôi. Ngan chất lượng thái nó phải dính dao này mọi người. Không uống tí nước nào luôn. Có nước thì nó sẽ không dính dao được. Nhìn thịt là biết rồi. Ngon đấy các bạn ạ. Này phải thêm đầy thêm nữa chứ đâu anh. Có thêm một làm gì mà đã đủ được, đã hết được. Thoải mái. Ba đĩa đầy luôn. Anh em đi chế nước dùng này. Kỵ bây giờ đảm nhiệm luôn cái chân nấu nước dùng này. Sắp lấy được hết công thức nấu nước dùng của mang về Lào rồi. Phi thơm xả này. Giờ phi cả mắm nữa. Thêm mắm nha. Cho xương vào đảo là thì anh em cho nước là ấy thôi. Cho vào đun thôi. Xương. Xào lòng lòng ạ. Cái đảo cho nó đều thì thêm nước. Măng thì anh em cũng cho sau nhé. Đây là nồi nước dùng của anh em mình nè. Măng này trắng như ngọc trinh luôn. Đây măng chua các bạn nhá. Bao nào mua măng chua thì hiện tại anh em mình vẫn có nhá. Làm lùi măng chua này thì úi giời. Ăn nó chua chua. Nó bon, ăn được cả thịt cả lẫn măng này luôn các bạn ạ. Uống tốn rượu đấy. Măng của anh em mình thì đảm bảo là bao giòn nhá. Nói chung là bao giòn, bao thơm ngon nhá. Các bác cũng mua về cứ đun cái măng này đun lâu các bạn nhá. Đun mới là nó sẽ hơi he. Các bạn cứ đun lâu là anh em mình bắt đầu đun đến lúc nào mà nói chung là mọi người lên ăn là mốc già. Mốc già này không sợ nhừ đâu các bạn nhá. Cứ đun lâu nó vẫn giòn. Nhân cái canh lúc nãy tài em cũng đã rang rồi này, trộn với cả các loại rau thơm xả. Bây giờ anh Nhiên anh đánh cái canh luôn các bạn nhá. 1-1 các bạn nhá. Hớt mắm đi nó đánh 1-1. Cái đánh tiết canh này anh em mình quay rất là nhiều trong rất nhiều video rồi nên là các bác xem lại để nếu bác nào thích đánh tiết canh ấy, thì xem lại các bác nhé. Chỉ chi tiết nhiều quá thì mọi người bảo là quay đi quay lại có mỗi một chiều mà cứ quay đi quay lại. Đây một nước à, một tiết, một nước một tiết và đổ vào bát này. Này hỏi những bằng này thôi anh có được 12 bát thôi, nhẹ nhẹ các bạn ạ.
Thực ra tiết thì sẽ thừa, nhân thì có tâm này thôi. Tiết thì thoải mái luôn. Rất đỏ đẹp luôn. Tí cho các bạn xem thành quả. Nếu mà thừa đấy anh em mình trắng mặt. Chú là tiết canh ngan này là màu lúc nào cũng thấy đẹp này. Đỏ, rực rỡ luôn. Rực rỡ các bạn. Làm bát này thì ngọt đét. Vì cái này băm bằng cổ ấy. Bác nào mà chê cổ là bác thử xem nhé. Ngọt hơn là ăn với cả mề nhiều. Mình ngày xưa mình hay ăn với mề, nhưng mà bây giờ đến lúc mà ăn đến cái này thì là bắt đầu không thể bỏ cái này được nữa. Ra cái nhân cổ này nó thơm hơn mọi người. Rực rỡ. Ba mâm và đông đét thôi. Đông mà. Ngay rồi. Đông người. Đồ, tươi cho giói luôn. Bắt đầu tiên cái đông này. Đây, cái bát này được có đây. Đông quá à. Đấy. Chưa đánh mà bị hỏng là buồn lắm. Thật ra tiết canh này còn buồn hơn là trượt lô quá. Thêm ba tiền hoạt. Thêm ba tiền hoạt là cái gì? Nó đi. Không để tí nữa cho phần nồi canh. Anh em chạy ra chợ làm tí bò bê các bạn. Bê đây là bê nha mọi người nhé. Bê thì bình thường có cả bì, cái phần bì này nó sẽ mềm hơn. Đây bê thui, nó sẽ ngọt hơn. Thui luôn. Không nhận, đây này nó chín ở chỗ đó. Đúng rồi. Cái này riềng ngoài chỗ gần da này. Nó sẽ không dai như bò. Đây là bò con, bên kia là bò mẹ. Bì dày. Bì dày nhưng mà nhúng thì lại mềm ngon. Giòn, ăn nó giòn mà không dai như kiểu bò già. Dạ. Cháu thì chỉ có quay thôi chứ. Cháu thì làm sao mà đánh được tiết canh. Đây, xe ra một đĩa đầy luôn. Đánh kiểu cây gì khó hơn nữa làm những tiết canh. Vâng, nhưng mà... À, ý của bố để Sơn bảo là đánh bố... xịt nhiều lần thì sẽ phải được thành công đúng không? Kinh nghiệm. Không làm nhiều lần là quen. Thịt ngan thì anh em mình một nhúng này, một xào này, còn cái nội tạng này anh em mình cũng xào với cả rau nha các bạn nhé. Còn cái phần xào xả ớt thì đã ướp để bên này rồi. Anh em mình sẽ xào trước chứ kiểu là đi lấu cỗ ấy. Xào lòng mề trước cho rau ra tí bắt đầu mình chia phần xào với cả rau. Chị nhìn hai quả kia thì em tính như thế nào? Phải làm gì? Mình ăn trước. Chia nhau. Chia nhau à? Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, chia nhau. Đúng chân vào bếp luôn các bạn. Biết đường rồi. Bây giờ thì sẽ xào rau nhá. Không lấy hết được cái rổ này đâu em. Lấy em lấy đủ một đĩa rồi. Đấy không là chia là xào thành 3 đĩa. Đấy thế rồi, một đĩa. Rau này cũng là rau ở nhà các bạn. Toàn đồ nhà. Rau này bên đấy gọi là gì? Dạ. Rau này bên đấy gọi là gì? Không biết đúng không? À, phạt cạt. Gọi là phạt cạt. Phạt cạt. Phạt cạt. Chắc là cỏ, cỏ. Cho một phần là lòng vào, nội tạng vào. Đủ ba đĩa nhá. Không đĩa nhiều đĩa vơi tí mà anh em lại quay ra lại chạy gọi là gì ạ? Tị tị chết dở đấy. Chạy vào tép. Nốt quả này các bạn ơi. Rồi, xào xả lên. Xong là anh em mình sẽ múc nước dùng lên ngồi cùng mọi người thưởng thức nhá mọi người nhá. Sữa chỗ này thoải mái thừa 3 đĩa luôn, ngan to. Đã xào xong nhá, bây giờ ra để cùng anh em lên mâm thôi. Ông cháy thử xem miếng xem là nó vừa vị chưa. Hay là cần thêm mặn nhạt gì không để ấy chứ. Rồi xin phép mọi người cho thử miếng trước nha. Có ai nhìn không anh ạ?
Không, có mỗi khán giả xem thôi. Ăn thử xem. Vừa chưa? Cần vừa thêm không? Vừa. Ok, thế bê ra đi, bê ra anh em mình ra để thưởng thức thôi. Ok rồi đấy. Hôm nay 10 điểm. Mở đi em. Kỵ á, 11 điểm. 11 điểm. Mỗi tội là anh em mình cho hơi quá điểm thì phải. Rồi. Tiếp canh các thứ cho ra đầy đủ hết rồi các bạn nhá. Này là cũng đông anh em đến chơi đấy. Cắm điện đi em, cho sôi. Cái nồi phải cắm trước cho sôi. Đấy, đã hoàn thành xong các món rồi, bây giờ thì vào mâm ngồi nha, toàn những gương mặt thân quen thôi. Xem cả nhà nhá. Kiên, Khánh này. Kỵ, Kỵ vẫn ở dưới chợ. Đội bên kia là đội thi thoảng vào câu cá các bạn. Lần trước mới ăn ếch đi nhưng mà chưa đấy câu được con cá nào. Mời chú ạ. Mời nhá. Đúng đấy anh em ơi. Tự nhiên như ở nhà nhá Phong nhá. Ôi. Sợ à? Run. Rét đấy phải rượu. Rượu ngô, rượu ngô. Rượu ngô các. Vui rồi rồi. Ngô Yên Minh anh ạ. Ngon. À Yên Minh thì được. Ngô nào mà chả là ngô anh. Rồi. Không, không à. Ừ, các anh mời em nhá. Mời chúc các em sang Lam câu được nhiều cá để có gì cho bọn anh ăn với. Đây đội câu cá các bạn. Năm nay lấy vợ. Chúc em cũng thế. Con mời cụ ạ. Thôi ba. Nhúng lên. Như thế, cái này chưa sôi nhỉ, để nhúng nhỉ. Đây, đang bật rồi. Chưa sôi. Anh em tay dài. Nó nữa. Không, đấy là bò đấy. Ngan đấy không? Ngan đấy. Nhúng thêm tí nữa. Ngan đấy là được rồi. Măng chua thơm nhỉ. Da nó có dai không? Làm bún măng này. Không da đâu. Đấy. Giòn mà. Làm tí măng. Chứ gì đã làm tí măng măng chua chua thế, uống bao giờ em say em? Có măng chua này uống dạ bớt đi đấy. Đấy. Đây là lần đầu tiên ngan lẩu. Thế ạ? Chưa bao giờ? Chưa. Chưa đồng ăn được. Sao lại thế? Chưa ăn chỉ đơn giản ở nhà chưa ăn bao giờ thôi. Ôi giỏi ơi. Nhưng mà cuộc sống vẫn chưa nếm đủ đúng không? Chưa đủ. Cuộc sống vẫn chưa được nếm đủ. Chứ còn đi ăn ngan món thì nhiều rồi nhưng mà phải ăn lẩu thì nó chưa ăn. Rồi. Thế làm thêm tí măng, tí nước măng nữa chua chua thì đối với cả ông uống thì yếu nhưng mà nó sẽ là ông tăng gấp đôi cái khả năng uống rượu đấy. Có chua đâu, còn rượu thì lúc nào thì uống là ác. Chua chua cay cay quá anh nhỉ. Đi. Nào. Cho nó nhanh cho nó ấm người lên. Ngồi gần cửa hơi lạnh. Tăng tốc độ đấy. Anh em cũng chuyển luôn tới canh đi. Có đủ bát mà chưa làm mỗi anh em làm đâu nhỉ? Làm cái gì? Cứ anh em bát là ok. Hai người bát này bọc đi. Cái bát này không rồi hả? Bát này đây xong rồi. Xin mời bạn nhá. Không có tí lạc nào trôi hết chốc. Rồi gấp sau gấp sau. Rượu nhà vợ tôi nấu đấy. Uống thoải mái đi. Chú ạ, đây bố của Phong. Tài tài ngồi dịch ra cho chú ngồi vào. Chưa thử gì mà vâng. Bên mèo vàng ấy. Mời chú ạ. Vâng, khỏe không ạ? Chú khỏe không ạ? Ở khu nhà đến là đi lạc cho đây. Mời cả nhà. Anh Kiên, Khánh. Chú đã làm gì tiết canh chưa chú Long? Có tí tiết canh nhá. Đây tiết canh ấy em bảo. Mới làm tí đỏ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi lui đây. Đây bắt ra phải sáng. Đây đây ngồi đây. Khánh bảo. Thả vào đây. Đây bọn đưa bát kia cho anh. Tôi tưởng kiếm. Đây anh em mình chơi bát này. Cút đi. Có bát này. Bát này. Tưởng mày ấy. Không em lấy cho mọi người. Khánh cho đi em. Có tranh chưa? Có tranh đi. Mình lấy cho mọi người tưởng là mình độc chiếm cái đấy chết rồi. Đây ông ở đây này chứ thiếu con lấy đũa gấp hạt tiêu nhỉ. Có một tí canh. Có à hạt tiêu rồi nhá. Một đêm hạt canh, tiết canh phải có hạt tiêu. Rồi mời các bác nha. Món đen. Trong món này thì ngọt hơn tiết canh lợn. Ngon tiết canh lợn nhiều. Kỵ Kiêng à? Dạ. Kỵ Kiêng tiết canh à? Em kiên, kia em ăn này, đây, thử luôn cái này luôn.
thử luôn cái này luôn, đang đầy đủ rồi. Được không? Liệu có làm được hết không? Không biết đâu. Mời mọi người nhá. Ôi, chú Long làm miếng tiết canh chưa? Đây chú chung. Không, mời chú luôn rồi. Giảm sóc luôn ở bên này các bạn. Đúng rồi. Đưa ông giảm sóc luôn để có uống riêng đi ông một ly. Chú tính ăn sau. Bây giờ mới có lạc. Đây bây giờ mới ăn nó mới ngon. Đây ba anh em mày nó nắm kênh. Xin mời ba nhá. Làm đi anh. 3 miếng. Đậu năm. Còn chú cháu à? Đậu năm cũng phải đỏ đỏ. Đánh bằng đầu mới cổ ngàn. Băm hơi vất nhưng mà nó ngọt. Tức anh phải thế. Độ cơ sượng sượng thế. Cảm ơn một chén.